Ok, và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Nguyễn Quý Gamer đây. Yeah. Ok, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với cái tựa game GTA 5 nhá. Và hôm nay các bạn thấy mình có một cái góc cam gọi là quen thuộc chưa? Mình vừa đổi cái góc cam quay từ bên trái qua, các bạn nhìn cho nó quen thuộc, cho nó giống hồi xưa, để các bạn nhìn nó dễ chịu hơn, đúng không? Ok, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cái ngày để làm tài xế. Nhưng mà không phải là tài xế bình thường các bạn, mà là tài xế chở những quan chức cấp cao nha các bạn. Một những cán bộ hay là cấp cao của nhà nước. Đấy, xịn sò chưa? Ok các bạn ơi, đây là cái nhân vật của chúng ta ngày hôm nay, để mặc đồ là trang bị áo giáp rồi các kiểu nè. Đó, mặc đồ như là quân đội vậy đó các bạn. Mình là lực lượng là tài xế được chọn lọc của quân đội ra đấy, nên gọi là rất là xịn sò luôn. Đây là ba người mà chúng ta sẽ chở đi ngày hôm nay nha các bạn. Đấy, ba cán bộ cấp cao của chúng ta. Và hôm nay chúng ta sẽ vừa trải nghiệm một cái chiếc siêu phẩm xe chở ba người này, và thứ hai là cùng ba người này đi ra ngoài cái hòn đảo ấy các bạn, để khám phá một cái khu quân sự bí mật gọi là làm trên đảo, rất là quy mô, rất là to lớn luôn các bạn, rất là hay ho trong cái tập ngày hôm nay luôn nhá. Ok, và chắc không để các bạn chờ lâu nữa, chúng ta sẽ đi luôn nha các bạn. Đây là cái chỗ Nhà Trắng này, hiện tại thì quan chức cấp cao cũng vừa hội họp xong các bạn, thì mình sẽ có nhiệm vụ lái xe chở ba người này đi. Ok, thì ba người này ba cô chú theo con nhá. Đây thôi. Đây, ra đây. Đây, các bạn thấy gì chưa? Hai siêu phẩm xe các bạn, nhìn từ xa không biết các bạn có thấy chưa? Đây là cái con Toyota Land Cruiser các bạn. Đây các bạn xem nhá. Đây, Toyota Land Cruiser. Con này động cơ V8 nha các bạn. Thường là những gọi là cán bộ cấp cao của Việt Nam mình đây các bạn, thường là sẽ dùng những cái chiếc xe như thế này để làm xe chuyên dụng để di chuyển nha các bạn. Ở đây thì sẽ có hai con, một con màu đen và một cái con màu trắng bên kia các bạn. Đây, để mình sẽ quay gần lại cho các bạn xem nha. Đây, phía sau đít nè, động cơ V8 các bạn thấy không, biển số xanh đàng hoàng, mình làm cái biển số cho nó nè, 65A2029, biển số xanh của là xe của cán bộ các bạn, xe gọi là của công chức nhà nước. Đây là cái mâm, cái lớp của Michelin luôn nhá. Mâm này chắc mâm zin của xe rồi. Đây là đầu xe này các bạn, nhìn rất là ngầu luôn. Con này nói chung thì giá nó hơi đắt đỏ một tí, nên là gọi là những gọi là quan chức cấp cao mới có thể sử dụng được các bạn. Người bình thường ít ai mà gọi là mua con này đó. Đấy, đó là ngoại thất của nó nha các bạn. Con này có cả cửa sổ trời trên nè. Còn đây là nội thất của nó nè. Đây cho các bạn xem. Một cái vo lăng ốp gỗ à. Quầy, xịn nha. Còn nội thất nè các bạn thấy không? Rất là nhiều tính năng, nhiều là nút luôn. Con này thì chạy số tự động nha các bạn. Đó. Rồi ok, đây là dãy ghế phía sau. Dãy ghế phía sau thì các bạn thấy là có cả màn hình iPad để cho những cái người ngồi phía sau sử dụng luôn các bạn thấy không? À, quá xịn sò. Ui, trên này còn cả có một cái tivi nữa nè các bạn. Đó, tivi trên này để có thể là xem các kiểu được luôn. Wow, xịn chưa? Về động cơ con này thì các bạn biết ở đây nó rất là mạnh nhá. Và đây là có một cái phiên bản màu trắng và phiên bản màu đen nè, không biết đi phiên bản nào vậy đây. À, chắc đi phiên bản màu đen đi các bạn, màu đen thì nhìn nó ngầu hơn. Còn con này là con gì được chả biết luôn, nhưng mà vẫn biên số xanh nha. Ok, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu lên xe cho các bạn. Rồi mời cô chú lên xe nhá. Ok các bạn ơi, mình sẽ lên xe, cô chú lên xe đi, mọi người chọn một chỗ ngồi đi. Rồi, chú này thì ngồi phía trước các bạn, còn cái cô đó với cái chú áo vest đen này ngồi phía sau nha. À, sao lại không đóng cửa vào? Wow, lên xe này phát là nhìn ngầu liền các bạn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu chuyến hành trình nha. À, test nào. Ui ui, cầm vô lăng thấy sướng rồi đó các bạn. Đây. Ý, xịn chưa, xịn chưa? Quá đã luôn các bạn ơi. Đấy, à, để mình chỉnh cái vị trí ghế là cái nhà các bạn. Cái này nó ngồi hơi hơi gần quá. Đây, ngồi như vậy là ok nè. Đó, ok. Thì bây giờ là chúng ta đã lên xe hết rồi nè các bạn ha. Mấy cô chú lên xe hết rồi. Đấy, mấy cô chú muốn xem gì thì mở tivi xem nhá. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu đi luôn nha các bạn. Vào số nè. À quên, ôi chết. Ôi ôi, các bạn thấy chưa, cái xe nó rất là mạnh luôn các bạn. Mình mới nhóng lên một phát à. Hung cái đít xe phía trước luôn. Ơ sao cái cửa này nó không đóng lại nhờ. Nào đóng cửa lại nào. Ơ, what the hell. Mình đóng cái cửa đó các bạn. Ờ, custom nè. Đo nè. Đây, còn cái cửa này. Rồi, ok,
Cái địa điểm mà mình sẽ đi đến đó là nó nằm ở khu vực ngoài đảo nha các bạn. Mình coi, ở đây 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 đây. Mình phải chạy lên tiếp chỗ này luôn các bạn. Ui xa vãi nồi nha. Đó, ok. Bây giờ đầu tiên phải quay đầu xe lại trước. Đây, quay đầu xe lại. Ui, động cơ nó mạnh thật các bạn. Mình mới nhấn nhẹ một phát mà nó đã giọt rồi. Wow, ngoài đường những người công an ở đây các bạn thấy bảo vệ đâu các kiểu không? Quan chức cấp cao đi là có khác liền các bạn. Ui, mình đang đổ đèo rồi các bạn. Mình đang gọi là đạp ga nhí 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 rồi các bạn. Ôi đèn nhanh nè các bạn thấy chưa? Wow, đèn nhanh nè. Gọi là xe xịn có khác các bạn ơi. Lại như lệ luôn. Mình đang tìm một cái đoạn nào cho nó thẳng thẳng ấy, mình test thử cái tốc độ cho các bạn xem. Hiện tại mình đang đạp nhẹ nhẹ ấy. Chạy nhanh thì mình không biết có chạy nhanh không, nhưng mà nói chung nó rất là mạnh các bạn. Rồi, tới đây mình sẽ rẽ bên bên phải nè. Ok, đây. Mình đạp một cái nha, đây, đạp hết ga nè. Ui, nó giọt rồi các bạn. Ôi, ui, đã chưa lên 100 km/h kìa các bạn. Ủa, xịn chưa, xịn chưa. Ui, nhanh vãi nồi các bạn, chạy mà gung tay luôn ấy. Bóp càng, bóp càng, anh ơi cho em qua. Wow, gì mà càng nghe như càng xe tải vậy. Ok, mình vào cái vô lăng mình lái cho các bạn xem nha. Rồi quẹo bên trái. Chỗ này quẹo trái phải không ta? Lộn đường ba đó trời. Đi thẳng luôn các bạn. Wow, con này nói chung đi đường núi thì cũng hơi bị đỉnh luôn các bạn. Leo núi này nọ mình nghĩ nó cũng khá là mạnh đấy. Rồi, xuống đây. Hiện tại mình đang đi đến cái bờ biển nha các bạn. Đến đó thì nó sẽ có cái một cái tàu rồi các bạn, để chúng ta di chuyển ra tiếp tục ngoài cái đảo ngoài kia. Cái khu vực quân sự đó nó rất là bí mật nha các bạn, và nó nằm ở giữa biển luôn, giữa đại dương luôn các bạn. Trên đó thì nó sẽ có trang bị đầy đủ những cái thiết bị gọi là phương tiện rất là hiện đại luôn. Mình với các bạn sẽ cố gắng chạy lên đó càng nhanh càng tốt để gọi là tham quan nha các bạn. Hôm nay sẵn dịp gọi là đưa những cán bộ cấp cao đi đến đó thì mình mới có dịp đi được các bạn, chứ là mình không thể nào mà gọi là đơn không mà đi được đến đó các bạn. Nay làm tài xế cho những gọi là cán bộ nên là được ưu tiên xíu. Nào, anh chạy xe đạp này. Gặp xe của quan chức cấp cao mà không nhường à. Đến đây là quẹo trái à. Ok, quẹo trái luôn các bạn ơi. Đúng ra là quan chức cấp cao đi là phải có gọi là xe hộ tống rồi đúng không các bạn. Nhưng mà mình thấy phiền phức quá. Mình nên mình là căng hết. Đấy, đứa nào mà gọi là cản đầu xe phát lên mình số, mình móc súng mình bắn luôn với các bạn. Sợ gì mấy thằng này. Nào 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 nào. Ui dồi, xém hùng nhau rồi. Ê, các bạn thấy chưa, thanh niên này ghẻ không nhanh đèn nha. Anh trai biết chạy không đây. Ui dồi, hư mạng cái mỏ rồi. Chạy luôn rồi kìa các bạn. Thôi đi tha cho nó đi ha các bạn. Mình còn công việc, mình còn đi nữa mà. Sửa xe lên cái rồi mình đi tiếp nè. Ok, chạy nhìn ở cái góc ngoài này nè các bạn. Nhìn nó rất là hầm hố luôn ấy. Nhìn nó rất là ngầu luôn. Ui, các bạn thấy nó giọt nhanh không? Nhưng mà nó không có bị lắc lư nha các bạn. Nó rất là mượt luôn, nó rất là đầm luôn. Đấy, ôm cua khá là mượt mà luôn nè.
của máy xe này cái. Mình là xe ưu tiên nha các bạn, nên mình được phép vượt nha. Ui các bạn thấy mình đạp bây giờ lên 150 km/h kìa các bạn, nhanh vãi chưởng thiệt chứ. Rồi chúng ta chuẩn bị rẽ trái nha. Ui 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 ui, thanh niên chạy xe kìa các bạn. Ui rồi, hên là mình xử lý là đỉnh cao đây, không là bài như nó rồi. Ui chiếc xe phía trước, what the hell, nó cũng biến số xanh đó gì kìa. Xe đó chắc cũng cán bộ mà, xe hơi cũ tí các bạn, cũng cán bộ mà xe hơi cũ. Làm như mấy chiếc xe trên đường này nó gặp xe mình nó né hay sao các bạn? Gặp xe của quan chức cấp cao né. Nè nè nè, xe này cũng biển số xanh đó nè. Ủa phải không? À nhầm, biển số trắng chứ. Ui con này chạy đã thật luôn các bạn ơi. Ủa? À hình như là gần đến rồi các bạn ơi. Đúng rồi. Các bạn thấy phía trước có cái ngọn hải đăng không? Đó, chúng ta sẽ đến đó đấy. Rồi đến đây mình sẽ gèo quẹo qua trái vào nha. Ê thôi 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 thôi, nó giọt vãi nồi. Đây chỗ này nè các bạn. Ok, đúng chỗ này rồi đấy. Rồi mình sẽ đậu xe ở đây nha. Từ từ, đậu xe ở đâu giờ ta? Đậu đỏ đây đi các bạn ơi. Hả? Rồi xuống xe nào cô chú ơi. Rồi mình sẽ dẫn cô chú xuống tàu nha các bạn. Cô chú đi theo con nha. Đấy, đâu rồi tàu mình đâu rồi? À đây, dưới này còn cái tàu nè các bạn. Đấy, các bạn thấy có tàu sẵn chưa? Cô chú ơi đi theo con, cô chú ơi xuống đây, xuống đây, xuống đây. Còn một chú nữa đâu? À rồi đủ rồi các bạn, ba người nha các bạn, tổng cộng là ba người. Bây giờ mình sẽ đi xuống tàu thôi. Nãy giờ mình lái xe đúng không các bạn? Bây giờ sẽ tiếp tục xuống lấy tàu. Nào mấy thằng này đi ra chỗ khác. Đi ra chỗ khác. Đi ra chỗ khác. Đi ra, nó chạy các bạn. Nào. Ok các bạn ơi, bây giờ mình sẽ lên tàu nha. Ê, what the hell, lọt xuống biển luôn rồi, ướt mình luôn rồi. Ok cô chú, gọi cô chú cũng lọt xuống luôn các bạn. Trời ơi. Nào cô chú leo lên. Còn một người nữa đâu? Thôi tội nghiệp cô chú các bạn. Rồi ngồi đây phía sau nha, thấy chưa? Tàu rất là gọi là limousine luôn các bạn. Đi thôi, lái tàu cũng lấy bằng vô lăng luôn nha các bạn. Đây cho các bạn xem. Ơ, như vậy thì không thấy được. Wow, hồi nãy mình lấy bằng xe các bạn thì nó rất là nặng cái vô lăng, nhưng mà lấy tàu nó rất là nhẹ luôn nè các bạn, thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Các bạn thấy nó có những cái này gọi là cái gì ta? Cái đèn ở biển nè. Chúng ta sẽ chạy theo cái đường đèn biển này để ra cái khu vực ngoài đảo đó nha. Các bạn nhìn từ xa cũng thấy rồi kìa. Đó. Ui, lái cái biển đã đặt luôn các bạn. Ơi, lái đã, lái đã. Xịn chưa, xịn chưa? Đó. Wow, sướng thật sự nha. Wow. Wow. Ui trời ơi, trời ơi. Xém dính bà luôn cái đèn nãy rồi. Đây mình thấy là có một cái đảo rồi nè các bạn ơi. Đó. Wow, mình thấy từ xa đã có cây cối rồi kìa. Hình như là cái chỗ này nó còn vẫn còn đang xây dựng nha các bạn. Vẫn còn đang trong thời gian xây dựng. Đây là một cái hòn đảo nè các bạn. Chắc bây giờ mình chở cô chú đi vòng vòng cái đảo này xem sơ qua một cái nha. Đó, trên đó thì những lực lượng quân đội nha các bạn, cho nó đóng trụ trên đó, nói chung rất là nhiều. Hình như chỗ này là chỗ để lên nè các bạn ơi. Đây mình thấy có một chiếc tàu biển nè. Wow. Còn những cái chiếc cần cẩu ở đó nữa kìa. Ok, để chạy một vòng thử đi các bạn. Wow, sóng biển khá là cao luôn các bạn ơi. Cô chú này không biết có bị say sóng không nè. Ui, ở đây như có một cái chiếc máy bay nè các bạn ơi. Wow. Ê,
Wow, cái máy bay khá là to luôn kìa các bạn. Nó còn dài nữa chứ. Ui, tí mình sẽ lên đó mình xem cận cảnh nha. Rồi bây giờ mình sẽ chạy qua chỗ khác nè. Ôi, sóng biển mạnh quá. Bên đây có một chiếc tàu biển nữa nè. Ở đây mình thấy có hai chiếc trực thăng nè các bạn. Chắc đây là cái khu vực mà để đáp trực thăng ấy. Ờ, sao mình không lấy máy bay mình đưa mấy con chú ra nha. Tự nhiên lấy tàu chạy ra. Đó, chỗ này, ui trời ơi. Sóng biển các bạn nhìn nó cao quá nè. Bên này là cái gì ta? Bên này mình thấy đá không à. Ôi, chóng mặt luôn ấy các bạn. Bạn nào mà gọi là từng đi biển hoặc là gọi là du lịch biển này nọ đây các bạn, nếu mà từng đi ra ở ngoài khu vực bờ xa xa bờ ấy, sóng nó rất là mạnh luôn. Thôi chắc mình lên bờ luôn đi các bạn ơi. Chạy dưới này hồi chóng mặt quá. Đây nó có một cái chỗ để lên hay gì nè. Chắc mình chạy lên luôn á các bạn. Ui chạy lên bờ luôn các bạn ơi, không biết tí sao về luôn ấy. Rồi con chú ơi xuống đi con chú ơi. Đây. Đó, thấy chưa? Đây con chú theo con nha. Ở đây là các bạn thấy có những cái lực lượng quân đội đứng nè các bạn, đứng trực nè. Con chú đi theo con nè. Để khám phá, còn không con chú tự đi khám phá luôn đi, con cũng tự đi khám phá luôn. Wow, các bạn nhìn nè. Đây là những cái bồn chứa nhiên liệu nha các bạn, ví dụ xăng dầu rồi nọ đấy. Xăng dầu nói chung để mới có thể hoạt động được những cái thiết bị trên này. Ui trên này cũng có cả xe nữa nè các bạn. Đó, những cái bình nhiên liệu khá là to luôn nè. Sogi anh. Ôi. Đây là những nhiên liệu nè các bạn. Wow. Đây là một cái băng chuyền các bạn, một cái băng chuyền hàng hóa ấy. Wow, nó chuyền nó có thể là chạy chở hàng hóa trong vòng này là cái gì đây ta? Này là gì trời? Ui, cái này là súng các bạn ơi. Wow. Có cả súng nữa nè, súng đấy gọi là những chiếc tàu nào mà gọi là xâm nhập vào đây ấy, nó có thể bắn đấy các bạn. Wow, ghê đó nha. Cô chú nó mất tiêu rồi. Ơ sao có một anh bị chết ngẫm ở dưới kia kìa các bạn. What the hell. Rồi ok, mình sẽ đi sâu vào trong một tí nữa nha các bạn. Ui đây là có đạn nè. Đạn pháo nè các bạn. Wow. Đây nó có một cái chốt nha các bạn. Cái chốt ở đây. Những cái thùng này là chứa có thể là đạn pháo này nọ hay là súng đồ các kiểu ấy các bạn. Đây là có thể là cái chả biết gì luôn các bạn. Ui sao xe này bốc cháy dữ vậy. Chào mấy anh nha, chào mấy anh bảo đội nha. Ok, đây là cái chỗ trực thăng nè các bạn ơi, mình sẽ đi ra coi trực thăng nha. Wow, như vậy là chỗ trực thăng nó có cái chỗ đầu ghi nha các bạn. Ui đây là trực thăng của quân đội nè các bạn. Cái khoang lái phía trước sẽ có hai ghế, rồi phía sau quá trời rộng luôn. Wow, đã thế nha. Ok, mình sẽ đi chỗ khác nữa xem. Trên này lấy gì ta? Trên này có những cái quạt gió nè. Có thể là đây là những cái máy nha các bạn, cái máy nó đang hoạt động ấy. Đây là gì đây? Nhưng nó có một cái lỗ nè các bạn. Lỗ này lỗ gì mà không gần nữa. Ui, có cái xe tăng đó nữa kìa. Xe tăng đưa ra ngoài này luôn. Đây, ui, cái chiếc máy bay nãy mình nói với các bạn kìa các bạn. Đây. Wow, nó bự nè các bạn ơi. Ui. Trong cái tựa game CD nó có rất là nhiều máy bay bự luôn các bạn, nhưng mà mình chưa có trải nghiệm được. Nếu bạn nào muốn mình trải nghiệm những chiếc máy bay bự ấy thì mình sẽ trải nghiệm cho các bạn xem nhá. Ui con này nó bự kiểu là bằng cả một con Boeing luôn ấy các bạn. Ui nó dài con nè. Wow, máy bay quân sự ấy các bạn. Không biết có trang bị súng này nọ đâu không ta? Mình nghĩ có thể là có ấy. Có thể là có trang bị súng ấy các bạn, nó rất là to luôn nè các bạn thấy không? Wow. Phía sau chắc là cái khoang để đồ ấy. Bự vãi nồi.
hình như là hết rồi phải không ta? Nó đi nó giờ hết một vòng rồi đấy các bạn. Đây là cái chiếc máy bay gọi là chở người nha các bạn. Máy bay này chở được rất là nhiều người luôn. Đến vào trong này còn gì không? Trong này là gì mà có cả xe tăng nữa nè các bạn. Wow, đây là súng nè các bạn ơi. Này nè, cái này là một cái khẩu súng nè. Ui bự vãi. Đi trong đó như còn cái gì nữa kìa các bạn ơi. Đây đây đây. Mình thấy trong này có một cái cánh cửa nè. Ây da. Đây nè, trong này có cánh cửa nè. Ui, trong này còn cả một cái khu trong này nữa nè. Wow, ý dưới đây có như là cái tàu ngầm này các bạn. Ui, trong này hình như là một cái ở dưới đó chắc có thể là còn cái gì vậy các bạn. Wow, vàng nè các bạn ơi. Ui, vàng được bỏ cắt trong này, tiền rồi các kiểu nè. Trong này như kiểu là một cái kho lưu trữ các bạn à, đạn dược rồi các kiểu nè, thấy không? Rồi nó còn đi xuống dưới này nữa nè. Dưới này có tàu ngầm nè các bạn. Mình có nên lặn xuống dưới để xem có gì dưới không ta. Đây nè, đây nó có một cái chiếc tàu ngầm nè các bạn thấy không? Đây là cái tàu ngầm nha, mình sẽ tìm đường để vào thứ đây. Đó, ui, trải nghiệm tàu ngầm các bạn ơi. Wow, xịn 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 xịn. Nè, để mình vào trong mình coi thử coi nó ra như thế nào. Đâu rồi? Ôi, đây là trong nè các bạn. Ôi, chúng ta chỉ có một cái kiến phía trước thôi. Trong này nó sẽ có những cái bình oxy với các bạn, để nó tạo ra cái oxy chúng ta thở. Lái tàu ngầm sao trời, mình đâu có biết lái tàu ngầm đâu các bạn. À, ê, nó đang rơi xuống đó các bạn. Mình bấm lùi là nó sẽ đi xuống. Từ từ, để mình điều khiển nó coi. Ui, lái tàu ngầm khó vãi các bạn. Mình chưa từng lái bao giờ luôn ấy. Ờ, bây giờ nó đang xuống đó các bạn thấy không? Ui, dưới này nó khá là sâu luôn nha các bạn ơi. Nó rất là sâu luôn ấy. À, các bạn nhìn đi, nó sâu lắm luôn. Ôi, cái gì vậy? Sao nó mình chui bên này rồi? À, rồi, mình hiểu rồi. Tức là phải cắm cái đầu nó xuống các bạn. Cắm cái đầu nó xuống, rồi mình lui xuống. Đó, hiểu vậy. Đây, phải xuống như vậy nè các bạn ơi. Ui, sâu thế nha, các bạn nhìn ở phía dưới kìa. Nó rất là sâu luôn ấy. Làm sao mình có thể là cắm thẳng cái đầu xuống ta. Wow, rồi, mình bắt đầu điều khiển được nó rồi các bạn. Đây, cắm cái đầu nó xuống nè các bạn thấy không. Ui, ở dưới là cái gì vậy các bạn ơi? Nào, cố gắng đi xuống dưới nè. Dưới đó là cái gì ấy? Rồi, xuống luôn. Ô, dưới này nó là một cái khu gì nữa nè các bạn ơi. Wow. Ô, đây là cái gì ta? Đây, bây giờ mình đã xuống khá là sâu luôn, hình như là đến cái đáy luôn. Ừ, cái này nhìn như cái đĩa bay các bạn. Phải cái đĩa bay không ta? Chắc mình đi ra khỏi luôn cái này đi. Mình bơi mình nhiều khi mình còn dễ hơn nữa các bạn. Đây, đây các bạn thấy không? Ui, đúng là cái UFO các bạn ơi. Đây là một cái đĩa. Một cái đĩa. Đĩa bay. Đây là cái gì đây? Ôi, nhìn như mấy cái quả trứng các bạn. Nè, ui, bây giờ mình đã xuống đến đáy rồi nè. Đúng là một cái đĩa bay rồi. Cái này mình làm gì được không ta? Không làm được cái gì với cái quả trứng này hết đây. Ủa, bây giờ mình chui khá là sâu mà. Còn đây là cái đĩa bay. Mà cái đĩa bay này nó cũng chả có gì luôn các bạn.
Ờ, bây giờ mình phải đi lên tiếp trên kia, chắc mình phải kéo là nhân vật lên đi các bạn cho nó lẹ chứ mà gọi là bơi lên nó rất là lâu luôn. Đây, ui khá là sâu luôn nè các bạn. Ui ok, lên được tới trên này nè các bạn ơi. À, con chú nè nào. Ok các bạn ơi, như vậy thì ngày hôm nay mình với các bạn cũng đã gọi là trải nghiệm được cái chiếc Toyota Land Cruiser trong cái chuyến hành trình ngày hôm nay để đưa mấy cái cô chú quan chức cấp cao để chúng ta đi ra và cái đảo này khám phá cái khu vực quân sự bí mật này. Đó, và chúng ta cũng đã khám phá được khu này khá là hay ho luôn các bạn. Bạn nào thấy video của mình hay đừng quên để lại cho mình xin một like. Còn nào mà chưa ấn đăng ký cho kênh của mình thì đừng quên ấn đăng ký để ủng hộ kênh của mình nhé. Rất cảm ơn các bạn đã xem video này và chúc tất cả các bạn một ngày vui vẻ. Yeah.